cỏ New Fosnay 150SL là một sản phẩm được biết đến với khả năng chuyên biệt trong việc diệt cỏ dại hiệu quả. Thuốc tiêu cỏ nội hấp không chọn lọc có tác dụng diệt hết loại cỏ lá hẹp, lá rộng, cỏ hàng niên và đa niên, đặc biệt là những nơi cỏ mọc hoang dã như trên đất không trồng trọt và cỏ dại trên các vườn cây trồng như cà phê. Sử dụng hiệu quả, người nông dân cần pha loãng thuốc với nước theo tỷ lệ phù hợp. Đối với bình 25 lít nước cần pha 150-200ml thuốc. Nên diễn ra khi cỏ đang phát triển mạnh để đạt hiệu quả tối đa. Đối với cỏ già hoặc cỏ khó diệt nên tăng liều sử dụng để đảm bảo hiệu quả. Lại thuốc trừ cỏ New Fosnay 150SL là sự lựa chọn lý tưởng cho người nông dân muốn tiêu diệt cỏ dại một cách hiệu quả và bảo vệ cây trồng một cách tối ưu. Sản phẩm cam kết mang lại sự lựa chọn tin cậy và hiệu quả trong công tác trừ cỏ. Khuyến cáo sử dụng là 2,5 lít trên 1 hecta, pha thuốc với lượng nước từ 500-600 lít trên hecta để đảm bảo phủ đều và hiệu quả khi phun. Sau khi pha thuốc, người sử dụng cần phun ngay để không làm mất đi hiệu quả của thuốc. Mọi thắc mắc bà con vui lòng liên hệ đến số hotline 0776 400038 0919 817033.